ăn cơm rồi. Đồ má, đéo phải là tới giờ ăn cơm mà nó đói thì mình quất thôi. Đây là món cơm chiên trứng. Và ở đây hình như nó không có nước mắm. Nó ăn chay, lần sau lên phải mua 1 lít nước mắm mới được. Thì mình nấu đi, hoặc là có mì kìa. Mì Hương Thái với mì tao đâu. Mì chay á. Tí nữa, để đó. Cho tao ăn trái đi. Cho ăn trái nè. Má bữa giờ thèm bơ gần chết luôn, bơ của Hương Thái chưa chín. Trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt. Bạn có ăn không? Nó không nhiều nhưng mà đủ ăn chơi thôi. Người ta ăn cơm trong mát, còn mình ăn cơm ngoài nắng. Dao nó rất là giả dân. Đây, cắt cho mấy bạn yêu miếng nè.